từ buổi tối ngày hôm nay tới giờ, đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Vương quốc Anh. Đây rồi các bạn ơi, trên màn ảnh của chúng ta, bên tay trái là đội tuyển Vương quốc Anh, còn bên tay phải là đội tuyển Việt Nam. Và như vậy là hai tay cơ thực hiện cú sổ băng giành quyền phá là Zane Shaw của Vương quốc Anh và Dương Quốc Hoàng của Việt Nam. Vâng, và trước khi trận thi đấu này diễn ra thì tôi và bình luận viên Minh Tước là xin sẽ được nhận sự gạch đá rất nhiều từ quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ đóng vai là Dương Quốc Hoàng, còn Minh Tước em đóng vai là ai nhỉ? Em sẽ đóng vai là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Ok, và chúng tôi sẽ cùng ở đây và nói chung là sẽ cố gắng hết mình. Nào, tất cả chúng ta dự đoán gì về những diễn biến sắp tới trong trận đấu này, hãy cùng comment vào đây, cùng bổ tôi quả xẻ đi. Trước mắt thì chúng ta đã ngay lập tức có quyền chủ động với cú phá bi trong ván thi đấu đầu tiên, và người thực hiện nó không ai khác là cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Dương Quốc Hoàng ở trong cái ngày thi đấu đầu tiên với đội Kuwait thì có cái cú phá bi cực kỳ là tốt, khi mà liên tiếp là anh có thể kiểm soát được con bi chủ ở giữa bàn, cùng với đó là con bi số 1 đi vào lỗ giữa. Trời ơi, tôi vừa nói dứt lời xong thì ở trên bàn còn nguyên cả 9 con bi mục tiêu. Chúng ta cùng xem lại cú phá bi này của Hoàng Sao. Như vậy là viên bi số 1 và cả viên bi số 2 đã từ chối cái lỗ giữa phía bên tay trái. Rồi vào cái tình huống bi này thì hoàn toàn có thể là một cái cú trô. Ồ, nhưng mà đã cao đầu gậy đến từ Shaw rồi. Sẽ là một cú đẩy một băng và sau đó ăn con bi số 2 vào lỗ góc bên tay trái phía xa màn ảnh. Tốt rồi. Và bây giờ thì Shaw, và bây giờ thì Elliot sẽ làm như thế nào để cho Shaw nhìn được con bi số 3 qua khe 4-5. Tôi nghĩ có thể là một cú cúp hai băng lên hoặc dựng một băng, có hai phương án để lựa chọn tình huống này. Và quan trọng phải ra được một cái vị trí thuận lợi nhất và nhìn thấy viên bi số 3 nằm giữa cái khe của hai viên bi kia. Rồi, và bây giờ có lẽ sẽ một cái đường đánh một băng để điều bi số 4 cùng lỗ mà thôi. Với một cái hình bi trông đơn giản như thế này thì có lẽ thì cũng phải chưa biết là sẽ có thể gặp trục trặc ở đâu. Không rõ là ngày hôm nay cái sự đối đầu giữa hai lối chơi cực kỳ bốc, cực kỳ cá tính như là Tuấn Con và Justin So thì nó sẽ thể hiện như thế nào đây. Trước mắt thì con bi số 5 này đang bị cò tay một chút bởi con bi số 7. Đúng rồi, với một cái má bi như thế này thì không có một cái phương án nào khác thuận lợi hơn ngoài việc chỉ có đẩy một băng ra thôi. Nếu như thành công viên bi này thì nghiễm nhiên sẽ là một cái đường bi tự nhiên để nhìn thấy viên bi số 6. Suýt chút nữa thì con bi số 5 lắc và đứng tại cửa lỗ. Về cơ bản thì hình bi nó ngon mà anh em, cho nên là cũng khó. Có lẽ với một cái hình bi như này thì chúng ta sẽ trông chờ vào cú phá bi tiếp theo của đội tuyển Anh thôi, và xem có tình huống nào xảy ra trong cái việc đấu trí. Chứ còn tôi nghĩ rằng với trình độ của So cũng như là người đồng đội thì đây là cái hình bi có thể là hết rồi. Chỉ còn hai con bi mục tiêu ở trên bàn và hình bi là rất dễ cho đội tuyển Anh. Chỉ một cú đứng bi thôi. Oh, xin chào khán giả Long Y Thần. Vâng, tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Anh. Và anh bây giờ xếp hạng hạt giống số 5 mà vẫn một cái thao tác khuấy động trường quay quen thuộc của Jason Shaw, cái vẫy tay để khuấy động đám đông. Vâng, chào bạn là Kenzo Nguyễn nhé, khán giả rất trung thành của West Thể Thao cũng như Black Motion. Và đặc biệt là vào cung giờ đêm nữa.
Vâng, chào bạn Cát Anh Lê. Thực sự là các bạn đúng là những cái người rất quân tử, giữ lời hẹn với nhau. Đúng giờ này các bạn đã xuất hiện rồi. Và tôi ngày hôm nay cũng như bình luận viên Tiếc đã không làm các bạn buồn. Ngày hôm qua thì cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã làm đúng những cái gì chúng tôi đã hứa. Và các bạn có tin không? Chỉ bây giờ đã sang ngày 1 tháng 7 rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa thôi là có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh Jason Shaw đang lang thang ở Hồ Tây để câu cá cũng có thể. Và có thể là các bạn sẽ bắt gặp tôi đang chở Shane Van Morning đi đánh đền. Vâng, tất cả những việc đấy hoàn toàn có thể xảy ra các bạn ạ. Tôi khẳng định nó không khó nữa đâu mà nó là trước mắt rồi. Nào, ván thi đấu thứ hai với cú phá bi của Elliot. Có tình huống hay không? Thậm chí là chết mất hai bi. Anh Tước đánh giá như thế nào về khả năng phá bi của đội tuyển Anh trong cái hai lượt ván đấu đầu tiên? Tạm thời thì cho đến thời điểm này, khi mà đội tuyển Anh mới thực hiện một cú phá bi thôi, thì em đánh giá rằng cái cú phá bi vừa rồi khá là may mắn. Khi mà bằng một cách nào đấy thì con bi số 5 và con bi số 6 lại được đưa vào hai cái lỗ góc phía xa màn ảnh kia. Đúng rồi, trong một cái cú phá bi ở thể thức break box, phá bóng xếp cao thì gần như chết bi số 1 ở lỗ giữa mới làm cú phá bi mang tính chất sách vở. Còn những cái con bi khác thì nó cũng mang tính chất may mắn thôi. Nhưng mà may mắn thì nó là một phần của thể thao, vì có lẽ cái thời điểm đấy nó cũng sẽ trở lại khi mà chúng ta được quyền là người phá bi. Và bây giờ chỉ có biết là chỉ còn 5 bi nữa thôi và rất có thể tỷ số sẽ là 2-0. Vâng, nếu mà tình huống này má con bi số 4 thẳng tắp, vâng, Shaw đã chỉ lên cái mặt bàn thi đấu rồi. Như vậy là anh sẽ muốn lấy má trong cho bi số 7 và sau đó sẽ thực hiện một cú đánh 3 đến 4 băng để ra con bi số 8. Chúng ta cùng chờ xem liệu có sai số nào không, liệu có sai số nào đấy từ đội tuyển Anh hay là không nữa. Rồi, như vậy là đã lấy được cái má vách rồi và bây giờ sẽ là một cú đánh. Tôi đoán là 4 băng các bạn ạ. Tôi đoán là 4 băng, còn không thì 3 băng vẫn là ok. Gives him plenty of margin for error. Ra đến một cái con bi đơn như thế này thì với một cái người được gọi là mắt đại bàng như là Shaw thì khó mà có thể trượt được. Vâng, và 2-0 cho đội tuyển Vương quốc Anh. Cái ván đấu mà họ thi đấu cực kỳ là tròn trịa, từ cái cú phá bi đến từng cái con bi đơn một. Anh em nếu cảm thấy là cái lùng lãi chim bị mờ thì ấn F5 nhé. Sau đó ấn vào phần cài đặt trình duyệt chọn 1080 giúp tôi nha. Rồi cảm ơn khán giả Long Ethan, một lãnh đạo tinh thần trong cái luồng livestream tất cả các trận đánh của Việt Nam, bây giờ đã lại xuất hiện rồi. Bạn sẽ đem lại may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên màn hình của chúng ta đang là thông số của đội tuyển Việt Nam, hai người chơi là Dương Quốc Hoàng cùng với đó là Nguyễn Anh Tuấn. Và thành tích tốt nhất của chúng ta tại giải đấu này là lọt vào đến bán kết vào năm 2006. Như vậy đã phải trải qua 16 năm rồi. Kể từ ngày đó thì chúng ta chưa vượt qua vòng 1. Và năm nay cũng đã là một cái thời khắc tương đối lịch sử. Thật sự trùng hợp khi mà chúng ta vừa có vượt qua vòng 1 và lại vừa có một cái thông tin hết sức quý giá về cái Asian Open diễn ra vào tháng 10 sắp tới tại Hà Nội nữa các bạn ạ. Vẫn là một cú phá chết. Lần này là thần may mắn rồi các bạn ơi. Quy lão Kame hiển linh đúng lúc rồi. Tôi không thấy con bi cái trên bàn nữa rồi. Nhưng mà cũng phải nói đến cái hình bi cho để lại chúng ta là tương đối khó. Khi mà con bi số 2 có lẽ nó chỉ còn đường ăn vào lỗ giữa bên tay phải màn ảnh. Cùng với đó là con bi số 3 nó đang bị lụt ở tít phía xa màn ảnh kia. Hình như là có cả con bi số 8 đang che chắn nữa. Chính xác rồi. Không biết là phương án thủ có được đưa ra hay không, hay sẽ là tấn công luôn. Tôi nghĩ tình huống này sẽ thủ. Thủ, tại vì nếu mà đánh lỗ giữa mà đánh 2 ra 3 rất khó. Mình đã có một lỗi rồi, sẽ thủ. Gì đây? Có phải một cú cắt? Sữa đặc ông thọ hộp giấy 380g siêu tiện lợi,
vị ngon cùng năm tháng. Cũng có một cái pha tính nước sót tương đối tốt của Tuấn Con, là nếu không ăn thì bi số 2 hình như đang đứng vị trí không còn đường để chạm. Chúng ta cùng chờ xem. Ồ, xin cảm ơn khán giả Trần Thùy Chi đã ủng hộ cho ekip của Web Thể Thao. Đúng là như vậy, có vẻ như bên bi số 2 đấy nó đã mất đường sau bi số 7. There's an outside chance he could float the 9 ball here. Or he could pop the blue 2 in the middle. Có lẽ sẽ phải A băng thôi khi mà đang có một lỗi trong tay rồi. The idea of this is to come off the rail. Rồi tình huống này có lẽ là Elliot sẽ cố gắng A mọc vào con bi 2. Ui, đây rồi. Đây rồi các bạn ạ. May mắn đã đến khi bi số 2 nó lại xả ngược lại về khu vực ở giữa lỗ. So it's not all doom and gloom. Nhưng hy vọng là nó nằm ở cái má dưới bi số 2 thì mới thuận lợi cho cú lê lên. Nhưng mà hình như là cái má này sẽ phải cúp lên rồi. Cùng với đó sẽ còn một chút tình huống nữa ở con bi số 7 và con bi số 9 kia. Cúp nhẹ rồi các bạn ơi. Thực sự là con bi đấy khá khó. Con đấy nó bị hơi nhiều áp phê quá so với cu lê. Lượng cu lê nó thấp hơn lượng áp phê cho nên nó không đủ để nó sang bên đấy, mà nó chỉ đi bằng mỗi cái áp phê bám vào băng thôi. Cho nên nó đã lỗi rồi. Vâng, và chúng ta cùng xem cái cú gót này của Nguyễn Anh Tuấn như thế nào. Bởi vì nếu mà gót đúng má thì vẫn có thể đưa con bi chủ ra sau con bi số 8 được. Và có lẽ là điều quan trọng hơn là đưa con bi số 3 2 băng. Nó bị vào mỏng má bên bi số 3 rồi. Nhưng không sao, ở dưới kia vẫn là cái cụm chùm nho đang đứng rất lòng ngoằng, chưa thể kết thúc ngay bi số 3 được. As Michael McMullen informed you yesterday, since they reached the semi-finals in 2006 Vietnam, they hadn't. Ở tình huống này không biết là đội bạn có định gạt mỏng vào con bi số 3 và đưa con bi cái về chỗ mà Shaw đang đứng hay không. Chúng ta cùng chờ xem. Có lẽ là gạt mỏng vào con bi số 3 thôi. Chính xác rồi, một cái cú dư mỏng ra đạn. Hy vọng là không sau lưng bi số 8. Pretty trời ơi, hay quá. Người ta chạy đạn hay quá. Huống chạy đạn rất hay của Jason Shaw. Keeping the heat. Chúng ta hy vọng bây giờ thì Hoàng Sao sẽ A được vào mặt bi số 3 thôi. Chúng là tốt rồi. Không hy vọng ra thủ cho lắm. Chúng là chúng ta vẫn có cơ hội khi mà 7 với 9 đang nắm ở vị trí khó. Rất hay các bạn ạ. Thì cũng vừa rồi tôi lo lắng nhất là cái việc là A vào má mỏng. Cái sượt về kia có thể dẫn đến cái việc bi số 3 nó sẽ đứng ở cửa lỗ đấy. Nhưng mà nó lại đi vào quỹ đạo, rất may là nó nằm luôn sau lưng bi số 7. Tình huống này và một trong những tình huống có thể nói là rất khó đấy. Và bây giờ có lẽ là họ sẽ A nhẹ thôi. Họ sẽ A nhẹ để không cố gắng là không gãi cái hình 79 kia. Chấp nhận, có lẽ là chấp nhận để cho chúng ta sau đó ăn được con bi số 3. Nhưng mà đường về 4 vẫn cứ là khó. Vâng, lỗi rồi. Vào 9 rồi. Chủ yếu bây giờ vẫn là 3 về 4 đây. Bây giờ là một ông đầu bàn, ông cuối bàn. Chứ kể lại có viên bi số 7. Nó nằm bên phải bi số 3. Khóa mất cái đường kéo 2 băng về rồi. Bây giờ phải đi cái đường khác. Người thực hiện cú bắn này là cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Một người có đôi tay cực to. Và chúng ta cùng chờ xem idol của tôi có làm được hay là không đây. This is just turning out to be a mess for Vietnam. Anh Tước nhìn cú đánh vừa rồi có bị đang thời gian bấm ngược không nhỉ? Chính xác rồi, một cú đánh hơi vội. Một cú đánh hơi vội đến từ Nguyễn Anh Tuấn. Có vẻ chúng ta đã hết thời gian xin giờ à? Không rõ có phải hết không mà cú đánh đấy lại bị diễn ra một cách nó chóng vánh quá anh em ạ. Cảm giác nó có cái gì đó không ổn cho lắm. Và để xem, và để xem bây giờ Dương Quốc Hoàng có ma thuật nào không. Rồi, nếu mà sau lưng bị số 9 được thì là quá tuyệt vời các bạn ạ. Tuấn Con lỗi đã có Hoàng Sao gánh trong tình huống này.
Tuyệt vời hoàng sao luôn. Không sợ các bạn ơi. Phù thủy giữa cỗ hoàng. Hay thật sự. Tuyệt vời. Vâng, Jason Shaw trông với điệu bộ rất quen thuộc giống Shane Van Boning. Phanh hết ngực áo luôn. Trông rất chiến. Với tình huống này anh sẽ đâm viên bi số 4 vào khu vực nào đây? Đường riêng thì không còn rồi. Sút tay cân chăng? Ok. Xả lên nhiều vào. Còn đường không nhỉ? Hình như là vẫn còn đường hoặc có thể vẫn có thể ăn gian được các bạn ạ. Đợi một chút xem nào. Với cảm nhận của em thì em cảm nhận là hết rồi. Nhưng mà con này A thì vẫn là được. Nhưng mà hơi khó. Nó đứng hơi ngoài lỗ một chút. Đường riêng. Đường riêng cú này tức ạ. Rồi phê bên phải một tí qua mặt bi số 5. Đẹp luôn. Nhưng mà từ từ đã. Vẫn còn bi số 6. Bi số 6 kia hết đường rồi. Đúng rồi, và có lẽ sẽ là một tình huống ghép thôi. Và sau đó là ăn con bi số 6 vào lỗ góc bên tay phải. Bởi vì cái đường ghép con bi số 7 thì đường con bi số 6 chạy tự nhiên sẽ ra lỗ góc ở bên kia. Và chúng ta cùng chờ xem. Thứ nhất là Dương Quốc Hoàng phải điều được một cái má mà Nguyễn Anh Tuấn có thể thực hiện được cái điều tôi nói. Và thứ hai nữa đó là Nguyễn Anh Tuấn phải làm được trong tình huống ghép bi. Tôi đang linh cảm. Chờ xem một chút, Tuấn con đang cúi xuống để ngắm cái gì đây. Rồi đánh má bên này là cậu. Ok rồi, bi số 6 chạy đúng như quỹ đạo mà anh Tước đã dự đoán từ ban đầu. Và nó không thẳng quá. Và bây giờ rất thuận lợi. Chúng ta có đường để đi ra bi số 8. Và bây giờ là Tuấn con sẽ đi đường nào đây? Xin lỗi các bạn, là Hoàng Sao. Ồ, nó hơi thẳng đây. Rút trực tiếp về thôi. Đúng rồi, rút trực tiếp về thôi. Ồ. Như vậy là một cú táng một chút áp phê bên tay trái. Để đủ má dựng và viên bi cái lên. Một cú lấy má rất hay của Hoàng Sao anh em ạ. Lấy một pha rất hay. Ra tình huống này có lẽ là bắn bi 9 cùng lỗ với 8 thôi. Một cú thấp đầu gậy xòe hai băng. Ồ, đã cao đầu gậy và cái áp phê nghịch rồi. Sẽ là một băng và dựng trực tiếp lên. Rất tốt. Ok, với cái má này thì chắc chắn là chúng ta đã rút ngắn được một ván rồi anh em ơi. 1-2 nhá. Rồi cảm ơn 46.000 người đang ngồi đây xem với chúng tôi. Và hy vọng các bạn tiếp tục subscribe, tiếp tục chia sẻ lên đây. Để vâng, và anh em hãy làm loạn cái thanh chat đi các bạn ơi. Tất cả anh em. Hết sức là chúng ta phải yên tâm các bạn ạ. Dù mọi chuyện vẫn là võ đoán thôi, nhưng mà tôi rất mong. Đấy, các bạn thấy chưa, Jason Shaw đang khuấy động khán giả như thế nào? Các bạn ở đây chắc là sẽ có một cái tác dụng nào đó mang tính chất tâm linh đấy. Hãy cùng vào ủng hộ đi. Vâng, và cái buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi đã nói với các bạn là sẽ có một ngày những cái hình ảnh này trên luồng sóng của Matchroom sẽ không là những cái con sông êm đềm này ở Tây Ban Nha nữa, mà nó chính là tháp rùa tại Hồ Gươm đấy các bạn ạ. Và điều đó chắc chắn đã xảy ra rồi. Vào tháng 10 thôi. Tháp rùa Hồ Gươm, hàm cá mập. Những cái hình ảnh cực kỳ quen thuộc với người hâm mộ bia Việt Nam. À, những cái hình ảnh cực kỳ là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Cái luật break như nào vậy? Hôm qua có một tình huống beam, có beam 1 nhưng ăn beam 2 vẫn hợp lệ. Thì luật break thì vẫn như bình thường thôi các bạn, không tính bếp núc gì cả. Rồi một ngày nào thấy thì chúng ta sẽ thấy con sông này, cái con đường kia,
Nó là đường láng với cả sông Tô Lịch. Biết đâu được. Chỉ cần thêm một tí hiệu ứng hình ảnh thôi là nó sẽ trong vắt luôn các bạn ạ. Nếu như để mà dự đoán thì vào tháng 10 này tôi nghĩ rằng sẽ cháy vé. Những cái hình ảnh lác đác khán giả tại Tây Ban Nha chắc chắn nó sẽ không xuất hiện tại Việt Nam. Một cái hiệu ứng chắc chắn sẽ lan tỏa từ bây giờ cho đến tháng 10. Các anh em hãy chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hầu bao, chuẩn bị sức khỏe đi. Vì tôi nghĩ rằng là nó sẽ cơn khát vé cực kỳ kinh khủng đến bởi cái giải Asian Open này các bạn nhé. Và nếu như ai còn chưa rõ thì đây là cái giải đầu tiên mang tên Asian Open được tổ chức bởi Matchroom và do Matchroom đăng cai nhé. Chúng ta có rất nhiều Asian Open như Asian Open Tour này, Asian Open trực thuộc của Predator nhưng Matchroom thì chưa có bao giờ. Ở đây là đầu tiên họ đăng cai và cũng như là tổ chức tại Việt Nam luôn nhé. Thực sự là chồng chất rất nhiều sự tự hào đấy anh em ạ. Và bây giờ Doraemon đang vào để phá bóng trong cái ván thi đấu tiếp theo anh em ơi. Rồi và phần của Doraemon chính là tôi. Chúng ta đến với cú phá của cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nào, cố lên anh ơi. The sledgehammer break. Ok. Gần được bì là tốt rồi, còn về sau tính tiếp. Bây giờ thì đến lượt Hoàng Sao của tôi vào sân đây. Tôi sẽ thần giao cách cảm với anh Hoàng xem là bây giờ tình huống này chúng ta nên làm gì. One ball was the only ball he made. Với cái đường tính như này thì có lẽ là anh Hoàng sẽ bắn vào má bên phải con bi số 2. Và con bi số 2 nó va chạm con bi số 7 và nó găm ở đó. Còn con bi cái sẽ ra sau khu vực 3-4 kia. Rồi, nó sẽ hơi xả vào băng dài phía bên tay phải một chút. Nhưng quan trọng là nó phải vào đúng má, vào má dày là vứt đi. Hơi nhẹ. Ít nhất là đội tuyển Anh tạm thời là chưa có đường ăn trực tiếp cho con bì số 2. Rất dễ lại có tình huống cho bì cái ra sau bì số 3 rồi. Và đưa viên bì số 2 nó chạy lên khu vực trên kia, chạm một băng dài. Cơ bản là họ, tôi nghĩ là họ đang tính toán như vậy. Vâng, như vậy là quyết định công luôn. Trong công có thủ. All out attack. Không biết là Matchroom có định gửi cho đến cho chúng ta góc cam trần hay không nữa. Để chúng ta biết được là con bi số 2 có đường riêng hay không. Trời ơi các bạn ơi, tôi lo cho idol của tôi quá. Tôi chỉ sợ idol tôi quyết định tấn công luôn ở tình huống này mà thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã donate kênh cho chúng tôi suốt quãng đường vừa qua nhá. Trong thời gian vừa rồi. Cảm ơn 42.000 anh em. Tiếng này mà công bị số 2 cái sẽ va chạm 18, tôi nghĩ sẽ không công đâu. Mình không kiểm soát được cái đường đi. Hay. Quá hay các bạn ơi. Một tình huống thủ rất tốt đấy từ Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn con của ngày xưa chết rồi. Bây giờ là Nguyễn Anh Tuấn biết thủ ở một phiên bản tốt hơn. Well, they feel like there's a gap there. I believe two rails kick it from behind. Get some distance. Như vậy là vẫn còn cái đường good shot. À bên trong. Cơ hội dành cho Hoàng Sao rồi. Còn đường để công bị số 2 đây. Good hit. Maybe kind of guessing where the two was going. Again, Shaw decisive in making the decision to take the extension on the trong ván bài này thì có lẽ là còn một chút phải để ý khi mà cái má của con bi số 5 nó khá ít. Thôi hỏng rồi. Với cái lực này là sau lưng bi số 4 rồi anh em ạ. Chồng chất những khó khăn đang đến với chúng ta. Chưa thể thực hiện những cú đéo điều thoát tay được. Cái việc sẽ xảy ra rủi ro trong những tình huống vừa rồi. He was playing awful. He actually nearly come back and won the match, but boy was he playing bad. Tôi nói làm gì đây nhỉ? A good shot either. Extension called.
Now, Vietnam. Và bây giờ sẽ là một cái cú A môn băng ngắn theo như cái hướng mà anh đang đặt gậy. Để xem nào. Cố gắng mà A được như vậy, Tuấn Con quyết định A bên này để có thể có ly chết luôn bị số 2, còn nếu không có chạy đạn cho bị số 2 về băng ngắn phía gần màn hình. Rồi, có thể Tuấn Con của anh vừa rồi đã thần giao cái cảm với tôi tước. Vâng, một lệnh rất đúng đến từ anh Quang. Trong mặt chơi sân so rất ngạo lệ các bạn ạ. Bên là anh đang tính toán cái gì trong đầu đây? Có lẽ là sẽ cố gắng đưa con bi số 3 sang bên băng dài tay phải và con bi cái sau đó sẽ có thể nấp sau bi số 9. Một tình huống thủ tốt đến từ đội tuyển Anh. Rồi với góc cam trần này chúng ta có thể thấy được rằng là vẫn còn đường chạm vào con bi số 3. Lại cần nó về băng ngắn phía xa thôi anh Tước ạ. Em cảm thấy là cái lực nó sẽ hơi bị hụt đi. Hai băng cũng được. Đó, hai băng rồi nó xả lại lên kia thôi. Carry ra khu vực cụm 58. Sẽ là cần hai băng chứ một băng thì không tới được. Như vậy là chúng ta rất tỉnh táo trong những tình huống vừa rồi và trước đó là một tình huống cứu thua của Tuấn Con rất hay. Và vừa rồi là một tình huống Hoàng Sao phải không nhỉ? Đúng rồi. Hoàng Sao đánh con bi mục tiêu số 3 cũng rất tốt. Và bây giờ đến lượt cái lượt cơ của Elliot. Có lẽ là bây giờ sẽ đánh vào má bên phải con bi số 3 và nó vướng con 8 khựng ở đấy thôi. Như vậy là Elliot dùng đường này. Đúng rồi, đánh má trái. Và tình huống lại càng thêm tình huống rồi. Con bi số 8 nó đã đi gần vào hơn với con bi số 5. Má nào đây? Đánh phía bên này. Làm gì? Dò chết 7 à? Hoặc là một cái cú chạy đạn tương tự. Dò chết 7 rồi anh em ơi, hay quá. Ui. Không đủ. Thực ra là rất khó tình huống đấy để kiểm soát cái sự dâng lên của viên bi mục tiêu số 3. Chỉ mong là có một chút may mắn. Vâng, may mắn đã có khi mà còn nguyên má viên số 3 để chạy đạn tiếp. Chúng ta đang diễn ra bối cảnh rất nhịp nhàng. Tuấn Con công, Hoàng Sao thủ. Và cái kịch bản này đã được dự đoán từ trước rồi các bạn ơi. Kịch bản người công người thủ nó đã được dự đoán từ trước rồi. Một tình huống cú này của So sẽ ra phơi. Chúng ta cùng chờ xem. Hy vọng là BB số 3 nó không nảy được lên cái bằng. À, So A mạnh luôn rồi. Quay sổ số. Ok ok, có cơ hội rồi. Anh em ơi, A mạnh là vứt rồi. Nếu như cú đấy A nhẹ để đưa viên bi số 3 nó chạm băng ngắn nó lên phía thành bên bên tay phải. Rồi còn lo lắng nha, mạnh thì anh em có cơ hội rồi đây. The pink four ball, eminently missable. Vẫn đủ má dày, sang được băng bên tay phải. I don't think Duong will miss it, but he possibly could. Yeah, I spoke to Jason and Elliot today, and I said, "Believe you've got a good chance in this match." Ok, rất tốt. Và vừa rồi Hoàng Sao còn đánh cái đường hay hơn, đó là cái đánh đường áp phía trong ba băng vòng lên, anh em ạ. Nhưng mà hơi tiếc là nhẹ rồi. Không sợ. Nguyễn Anh Tuấn cũng là một cái tay cơ có khả năng đánh chính xác tốt. Đúng rồi, góc trái tay của Tuấn Con đây. Thật sự hồi hộp quá, tôi sẽ nín lặng trong tình huống này thôi. Rồi, cho dù trọng tài đang mai phục rất kỹ ở phía bên tay phải, nhưng anh Tuấn vẫn thực hiện thành công với bi số 5 anh em ạ. Carl, we've been critical of players who've been moving on shots. The reason for his successful. Và bây giờ con bi số 8 còn đường rộng rãi ở cả hai bên. Cùng xem. Vâng, như vậy sẽ là một cú trô trực tiếp về và ăn con bi số 8 vào lỗ góc bên tay phải. Gì đây? Không sao các bạn ơi, không sợ. Nguyễn Anh Tuấn cũng là một tay cơ đánh số rất tốt. Ok, đánh con này bạch thủ luôn đi. Không sợ các bạn ơi, đừng lo.
Rồi giữa hộp rồi, cái đi đâu về đâu. Úi trời. Nào những ai ngày hôm qua mà chê Tuấn Con của chúng tôi vào đây sẽ nói một câu nào tôi xem nào. Comment một lời thôi. Anh em đâu rồi? Nó phải là như vậy chứ. Phải là hai đều. Nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Đúng vừa rồi, chúng ta sẽ xét kỹ lại một chút là cú trô điều của Hoàng Sao nó bị lỗi đấy. Sẽ là một cú đánh một băng để điều bên số 8 trô về bên lỗ góc gần màn hình người thế phải cơ. Còn trô về đánh phía bên này thì nó sẽ bị khó kiểm soát. Nhưng mà không sao, đã có Tuấn Con sửa rồi. Chúng ta chỉ cần biết bây giờ thực tế nó đang là hai đều. Và Jason Shaw đã phải uống nước để trấn tĩnh một chút rồi. Last year we were done 7-0, this year we won 7-0, so a little bit of weight off our shoulders, get the first game out of the way, get Elliot a little bit more relaxed out there and move forward to the next round. Thực ra thì cái tình huống rút từ 6 ra 8 đấy của anh Hoàng thì có lẽ là anh Hoàng hy vọng một cái đường đánh mà nó không bị văng vào băng và nó trôi trực tiếp về. Mà không sao các bạn ạ, mặc dù hơi lỗi, hơi trái ngang một tí. Nhưng mà Nguyễn Anh Tuấn đã làm được rồi và chúng ta đang có tỷ số là 2 đều. Và ván sau chúng ta còn có được cái quyền phá bi ở trong tay nữa, cực kỳ là chủ động. Obviously he's been here and seen it all and done it all, so he's got great leadership qualities as we see in the Moscone, so it's great for me to feed off that. Be amazing to win and get to the quarters, that's the plan. And then race the 9, it's a little bit different, we can relax a little bit more. Yeah, one match at a time and yeah, we're here to win. Elliot Sanderson on the right there, all meek and mild. Looks like he wouldn't say boo to a goose, but that's not the case. If they win okay, this match, chúng ta đến với ván thi đấu thứ 5. Cú phá bi của Dương Quốc Hoàng. Nhìn Dương Quốc Hoàng phá bi là tôi thấy yên tâm luôn. His first break. Đúng là yên tâm thật khi mà Dương Quốc Hoàng vừa rồi có một cái cú phá thủ. This one. He's no good. Ai chà chà, nói vậy thôi chứ chúng ta cũng phải xem xét lại từ đầu một chút là khả năng đề ba hôm nay chưa được tốt cho lắm. Cho dù những cái viên bi đang ở cụm này nó đang đứng chùm nho, đội bạn đã rất là ma quái đến từ vị trí của Jason Shaw. Trốn ngay sau lưng viên số 5, đưa viên số 1 lại đi vào cái khu vực đứng loanh quanh rất nhiều ông hàng xóm đứng cạnh, dẫn đến một cái cú A băng phải thật sự chi tiết đây. Và đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra nên sẽ A đường nào nữa. Liệu A một băng ngắn phía xa màn ảnh của chúng ta có được không? Bởi vì Tuấn Con là một tay cơ thuận tay trái nữa. Extension please. Rồi, chúng ta còn 16 giây để đưa ra quyết định trong cú đánh này đến từ anh Tuấn Con, như lại quyết định A một băng dài. Looking at the one rail. False choke. Ồ, lỗi rồi. Ui. Wow. 127 đang tạo thành một cái hình đầu Mickey của các bạn kìa. And please start the clock. Clever but entirely unintentional. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Nguyên nhân nó chỉ đến từ cú đề ba của chúng ta thôi, không ăn được mục tiêu nào. Và cái việc sẽ bị đuôi ngay sau tình huống tiếp theo của đội bạn thì là cái việc hết sức bình thường mà chúng ta phải đối mặt với nó thôi. Không những nó sẽ đến một lần và sẽ nhiều lần trong trận đấu. Cho nên là chúng ta phải bình tĩnh xem đội bạn sẽ làm gì đây. Và tất lẽ sẽ là một cú bắt đuôi tiếp, sượt mỏng với số 1, cái nấp sau lưng với số 3. Rồi, con này không sợ. Con này A một băng là ok. It is quite an easy hit on one railer. Balls are going to be moving and all, clattering into others. Để cho một chút tâm linh nhá. Thì con này sợ các bạn ạ. À. A băng con này rất sợ luôn. Tôi sẽ nói ngược lại với những gì mà chúng ta mong muốn để hy vọng một kết quả. Rồi, thành công rồi. As it is though, một chút khó khăn đây. Tình huống này 1-2 không phải đơn giản đâu. Hai chỉ còn duy nhất một cái đường đánh ở lỗ tít phía gần bên phải. Và với cái góc độ đấy thì cái cự ly này điều về đang rất khó khi mà lại có một cái viên bi đứng cạnh viên bi cái. Sẽ có một chút khó khăn dành cho Jason Shaw này.
đắn đo ngay. Tất nhiên là cái đường trô một băng qua mặt bị số 6 nhẹ nhàng để điều bị số 2 là không thể. Nên dần dần sò quyết định đánh một cú như vậy. Có lẽ là điều khoảng tầm 2-3 băng về khu vực dưới này, nhìn thấy bị số 2 để chạy đạn tiếp nhưng không thành công. Nhưng mà họ đỏ quá. Đỏ, thật sự là rất đỏ bóng anh em ạ. Con này A ghép 1-7 là vẫn có ly hơi sai số đây. Có lẽ là phải 2 băng. Chính xác không? Chính xác là cú A 2 băng để ghép 1-7. Rất hay, còn trở lại đúng lúc mà chúng ta gọi tên anh. Hay thật sự đấy. Con này nếu mà không đánh được thì tôi nghĩ tính toán xem cái việc ra bi số 2 liệu ra nó có tốt hay không. Nếu như mà nó khó quá thì hãy thủ đi. Tốt. Rồi, ok. Lần này thì chúng ta tạo ra một tình huống có thể nói tạm an tâm một chút. Hãy chờ xem sự xử lý của bên phía đội tuyển Anh, họ sẽ làm gì đây? Khe 68. Chắc là sẽ qua cái khe đấy thôi. Khe 68 này e chừng là hơi phiêu lưu. Nếu là tôi sẽ chọn cái đường A 2 băng. A vào băng ngắn rồi băng dài bên tay phải. Ồ, có chết B1 không? Không chết nhưng mà nó đường riêng. Không chết mà đường riêng của chúng ta. Vị trí đẹp nhất bây giờ sẽ là viên bi cái đứng ở khu vực giữa bàn thôi. Và soi được con bi số 2 qua khe 46. Ngon đấy game ạ, hình bi này là ngon đấy. Chủ yếu sẽ phải ra được bi số 2. Rồi một cái va chạm tương đối đáng yêu nhưng liệu rằng còn đường bi số 2 còn anh em ạ. Còn đường riêng. Má này có thể đánh dưới tâm bi một tí để đè ngang ra mặt bi số 3 rồi. Hoặc là một cú đẩy lên cũng được. Có lẽ là một cú đôn bi. Rất hay. Kỹ thuật phải gọi là quá kinh khủng ấy từ Dương Quốc Hoàng. Một cú đôn bi với động tác cực chuẩn. Vâng, và các bạn không cho chúng tôi khen thì tôi vẫn cứ khen anh em nhá. Vì thực tế là ngày đầu thì chúng ta khen thì Tuấn Con đánh tệ nhưng bây giờ tôi chưa thấy tệ. Thoát tìm okay. Quá các bạn ạ. Rất hồi hộp, rất hồi hộp anh em ạ. Tất cả những cái tình tiết trên bàn nó như một trận chung kết. Vâng, kẻ tung người hứng thật sự quá nhiều cảm xúc luôn. Nó phải vào mom như thế, nó phải là bia chứ. Bộ môn mang tính chất cảm xúc mà anh em. Cực kỳ chính xác cái từ Dương Quốc Hoàng các bạn ơi. Còn bi số 2 trước thì anh đôn lên, còn bi số 4 thì đường xa, má thì vách. Nhưng mà anh vẫn thực hiện cực kỳ chính xác. Tuyệt vời. Ok, bây giờ thì chúng ta chậm lại một nhịp đi để đợi chờ những viên bi còn lại cuối cùng trên bàn sẽ được xử lý theo cái cách như thế nào đây. Không sao, con bi này thì đường xa như thế nào anh Hoàng cũng xin nhận hết. Hết sức là hồi hộp. Tôi cảm thấy một số khán giả đứng sau lưng có vẻ như là cũng là một số fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam cũng đang ôm mặt, nín thở theo từng con bi. Và có lẽ họ đã quá quen thuộc với hoàng sao của chúng ta với những tình huống thực sự là quá đau tim rồi. Rồi, đã thấp đầu gậy và bây giờ sẽ là một cú ép ra và ăn con bi số 9 vào góc bên tay trái với xa màn ảnh của các bạn. Ok. Ba hai như nào, đâu hết rồi. Đó. Tất cả anh em nào còn đang hồi hộp, còn đang tâm lý yếu, sinh lý yếu, có thể vào đây comment giúp tôi một câu cho nào. Tại sao chúng ta không được quyền khen nhỉ? Chúng ta phải mạnh mẽ lên chứ. Đã có những cái sự gãi râu, gãi cằm đến từ Jason Shaw và Elliot rồi. Good team that. There he is, Mora, the former righty, now turned lefty due to injury. The opposition, Moritz Neuhausen, and one of my
favorite players, one of the great potters. Mới dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức TH True Formula, dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện. We're currently heavily involved in. Rec 6, Vietnam to break, leading the match by 3-2. Just make sure it's switched off, please. Thank you. Rồi, và bây giờ là cú phá bi của Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, một cú phá bi rất mạnh các bạn ạ. Chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu con bi rơi rồi. 2, 4, 6, 1 bi, 1 bi. Bi số mấy thì tôi chưa biết, đợi một tí xem nào. Bi số 1 luôn. Và có vẻ như bi số 2 đang nằm ở vị trí có thể ăn ngay được rồi. Một ván đấu đầu tiên từ đầu đến giờ mà chúng ta có quyền chủ động ngay từ những cái tình huống đầu tiên đây. Ai chà. Ồ, như vậy là anh Hoàng đã thấp đầu gậy các bạn ạ. Để xem là anh sẽ điều bi số 3 vào đường nào. Hoàng rất hay. Tiếp tục là thử thách đến từ viên bi số 3. Hơi cò tay một tí. Hơi cò tay một tí bởi con bi số 5. Mà không sao, con này đánh chết thôi. Văng ra cái khu vực giữa bàn là nhìn được mặt con 4 rồi. Nếu như không có vị trí cò đấy thì sẽ thuận lợi trong cú đánh hai băng vòng ra. Nhưng bây giờ thì hãy xem Tuấn Con sử dụng cái đường điều nào đây. Chúng ta có thể nhìn thấy là một cái cầu tay mũm mĩm cực kỳ đáng yêu của Nguyễn Anh Tuấn. Rồi, má dày vẫn đủ một cú kéo trực tiếp một băng ra, tuyệt vời rồi. Gương mặt rất tập trung của Hoàng Sao. Như vậy đã xử lý xong con bi mục tiêu số 4 bởi một cái đường điều rất chi tiết, hai băng ra khu vực này. Ai dạ. Đợi một chút xem. Và bây giờ để xem nào, liệu có một cái cú trô trực tiếp hay không để điều con bi số 6 cùng lỗ với viên bi số 4 vừa rồi. Vâng, tôi thấy má rất ok. Má này là đẹp rồi, thuận lợi rồi. Cái căng ạ. Tôi nín lặng rồi các bạn ạ. Con bi số 5 vừa rồi làm tan nát trái tim của tôi rồi. Tôi không còn biết nói gì nữa. Cầu thủ vừa rồi đánh trượt con bi đấy là ai nhỉ? Anh Tức có nhìn thấy là ai không? Không anh ạ, em không thấy gì cả. Vâng, anh Tuấn nào đây nhỉ? Tôi cũng không nhận ra anh Tuấn nào vừa trượt con bi đấy anh em ạ. À đây rồi, có tình huống rồi. Có tình huống một chút rồi đấy. Bình tĩnh nhá, chắc chắn sẽ không ai đánh lỗ 10 như chúng ta đâu. Con này sẽ có tình huống. 20 giây đếm ngược, hy vọng là cả đội bạn sẽ không để ý rời ra thời gian nữa. Có lẽ sẽ một cái cú bóc mặt con bi số 6. Bởi vì sau khi bóc mặt xong, bi số 6 được đưa vào lỗ giữa bên tay trái, thì cái đường tự nhiên ra con bi số 7 vào cùng lỗ cũng là rất rất là sáng. Họ chém luôn anh ạ. Má này thì chém sang C rồi. Yes, good shot, Elliot. Mạnh nữa đi. Hy vọng là mạnh nữa. Trời ơi, chính xác quá. Và bây giờ là một cú đè để ra bi số 8 cùng lỗ và bi số 9 và lỗ góc bên còn lại là xong. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Những tình huống như vậy thì nó sẽ rất khó để không xảy ra trong một ván đấu thôi. Coi như chúng ta hãy bỏ qua những tình huống vừa rồi và hy vọng vào cái ván đấu tiếp theo. Hết sức bình thường anh em ạ. Nếu như những bạn nào mới xem livestream, mới xem những cái giải đấu của Matchroom này thì còn thấy xa lạ tại sao lại trượt con bi số 5 đấy. Chứ ngày nào tôi ngồi đây mấy tiếng đồng hồ thì tôi thấy những con bi đấy xảy ra thường xuyên rồi. Nhưng mà dù gì chúng ta cũng phải có một cái sự nhìn nhận lại khách quan một tí. Đó là một tình huống đáng tiếc của Tuấn Con. Tình huống đáng nói trong cái ván thi đấu vừa rồi. GB and Vietnam locked together at 3-3. Cái bắt tay, những cái đấm tay của hai vận động viên Việt Nam chúng ta thể hiện sự đoàn kết rất lớn. Mà không hiểu tại sao ở đây chúng ta lại có những cái sự tiêu cực.
Cá nhân tôi thỉnh thoảng lướt vào luồng chat cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Nếu như không dành sự đồng lòng toàn bộ và chỉ để ý đến những cái tiểu tiết nhỏ của các cầu thủ thôi thì sẽ rất khó để có sự động lực cho các vận động viên có thể thi đấu tốt hơn các bạn ạ. Vâng, hiện tại thì cả tôi và cả Tước ngồi đây sẽ không thể có thời gian để ngồi ban nick hay là chặn các cái nick spam đâu. Cho nên là trận đấu này rất quan trọng rồi. Stupid things. Yeah. Round the back. Where the back pocket is, I just need to tuck all this in. Let me tuck the wires in, pal, first. Yeah, anyway, as well, just. Yeah, cheers, pal. Nice breeze instead of being hot. Played some cut then, though, don't I? The banks are just so soft, the rails. I thought it could go along this. I thought at least if I just try to pot it, I was putting my arm out. For a while, for a minute. Yeah, that bathroom's pretty cool too. Yeah, it stinks yeah. though. That's why I can't stay fucking try and breathe in now. Cảm ơn bạn Nha Khoa. Thì đó thì tôi không chưa kịp nhìn tên rồi, bạn Nha Khoa Athena 229 Nguyễn Văn Cử đã ủng hộ cho kênh và cũng cảm ơn những các bạn vừa rồi đã donate cho kênh mà chúng tôi chưa kịp nhìn nhá. Playing at a very high level in nine ball. Never been to Lugo before, he hadn't. He likes the place immensely and he would love to leave it holding a trophy together with Elliot Sanderson as World Cup champions. GB though are being held to 3-3 by Vietnam in their quest for a quarter-final place. Is it, who's is it, Desi? Desi? Jay? Elliot. Ready when you are. Thank you to your seventh rec. Team Great Britain to break. Three recs each. Nào, ván thi đấu thứ 7 với cú pha bi của Elliot Sanderson. Có vẻ như tôi không thấy bi nào rơi xuống lỗ rồi anh Tước ơi. Ok rồi, thậm chí con bi số 5 nó còn chạy đến gạt con bi số 1 để ra cái vị trí đẹp hơn nữa. Đây, chúng ta cùng xem lại cú phá bi. Chúng ta hãy từng giải quyết từng con bi thôi. 78 thì đang đứng cạnh nhau. Nhưng 1 ra 2 thì có vẻ là thuận lợi rồi. À, xin cảm ơn bạn khán giả Hoàn Đặng đã ủng hộ cho ekip của web thể thao. Thì thoảng phải đọc donate một tí để giảm cái nhiệt của trận đấu này, bởi vì chúng tôi đang ngồi ở sau màn hình và bình luận cho các bạn thì chúng tôi cũng cực kỳ là tê. Idol bụng bẫm của chúng ta đang suy nghĩ điều gì nhỉ? Đang nói gì đây? Trước khi mà làm bình luận viên thì tôi là hành nghề thám tử, cho nên tôi đọc khẩu hình mồm rất tốt. Nguyễn Anh Tuấn vừa rồi vừa bảo công nhé. Ui. Vâng. Có lẽ là khẩu hình của anh Tước vừa rồi là anh Tuấn con bảo là tôi sẽ trượt con này ra thủ. Hết sức bình tĩnh anh em ạ. Hết sức bình tĩnh nha.
để cùng nhìn cái hình bi một chút nào. Camera quay vào màn, ok. Chúng ta đang may. Chúng ta đã gặp may tình huống này rồi. Có cái viên bi số 8 đang đứng ở cái khu vực kia thì chúng ta sẽ có một cái ly sai số ở đây là cái việc A2 băng vào bi số 1 để cho bi cái trở lại khu vực giữa bàn, nó sẽ va vào đầu viên số 8. Nó giảm thiểu đi cái sự nguy hiểm trong cú A băng thủ. Sanderson offered his opinion. It was a flat no. This is not a democracy. Team GB, it's a benign dictatorship. And the man on the throne is Jason Shaw. Well, if this đó, và cái gì mà chúng tôi đã hy vọng nó xảy ra rồi anh em ạ. Nó sẽ phải A băng ra phơi. Chúng ta cùng nhìn lại pha quay chậm nào. Camera đâu, quay lại chúng tôi một tí. Thôi, không phải đo đạc gì tình huống đấy nữa, so không nói lại nữa. Không, chưa kịp rồi, Hoàng Sa vào đánh mất rồi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống đó sau thôi. Ok. Cộng à, 2992 rồi anh em ạ. Và chúng ta cũng chờ xem cái cú ghép bi này của anh Tuấn như thế nào. Đấy rồi. Ok. Tôi phải chờ đợi mãi đến khi Tuấn Con đánh xong cú đấy tôi mới dám nói. Tức là cái cú trô viên bi số 1 vừa rồi Hoàng Sao, thực sự tại sao nó lại khéo léo đến cái mức độ hay như vậy. Vâng, nó đi bè sát vào con hài và không hề va chạm tí nào. Nó về cái vị trí có thể nói là đặt bi cũng chỉ đặt được đến đấy. Để cộng thôi là dễ nhất rồi dành cho Tuấn Con các bạn ạ. Và tôi đã làm đúng như các bạn nói là tôi chờ hết tình huống tôi mới nói đấy. Quá tuyệt vời, 29 Hà Nội luôn, còn gì bằng nữa các bạn ơi. Anh em phải bình tĩnh, tự tin lên. Cái người đang lo lắng bây giờ là Jason Shaw sau cái tình huống ức chế bên bi số 1 vừa rồi đấy các bạn, chứ không phải là chúng ta đâu. Hết sức bình tĩnh. Như vậy là từ giờ cho đến cuối năm chúng ta còn quá nhiều giải đấu để xem. Thật sự là tôi không thể đếm được cái số lượng giải đấu sắp diễn ra nữa trong hệ thống của Matchroom. Cực kỳ nhiều những giải đấu. Và cái điều hay là nó gần như sẽ thu hút được tất cả mọi những cái tay cơ sừng sỏ nhất trên thế giới. Ok, tôi đã thấy viên bi rơi xuống lỗ rồi. Hình như là bi số 1. Cứ chết là được. Còn hậu set hình bi thế nào chúng ta tính sau. An toàn thôi, con này không nhảy nhót gì nữa. Nếu mà một tình huống bắn an toàn thì em khá là thích cái phương án là đánh vào mặt của bi số 3. Đấy, cho cái đứng ở chỗ đó thôi. Ồ, như vậy là Nguyễn Anh Tuấn chọn một phương án khác. Như thế nào nhỉ? Đợi một chút, camera quay ở góc dưới này, nhìn thẳng vào mặt bi số 2 chúng ta mới biết nó đang đứng ở cái má nào. Yeah, you can also pot any ball. You can even pot the nine ball. Nine ball will just go back on the spot. Hơi khó để nhìn bây giờ nó đang đứng ở má nào bi số 2 đây. Đúng rồi, nếu mà chúng ta ở một góc cam trần thì sẽ tuyệt vời hơn. Giải đấu này năm nay tại Tây Ban Nha hơi ít góc cam. This needs to slow down. Cú gót bi số 2 rất quái dị đến từ Jason Shaw các bạn ạ. Rất hay đấy. Nếu nó không chui vào đấy thì nó cũng đồng nghĩa với việc là chui ra cái khu vực chính giữa ở băng ngắn phía xa. Tình huống an toàn với số 2. Không làm gì được cả. Con này thì có một cái phương án đó là đúng rồi, như anh Hoàng đang đặt đầu gậy đây sẽ là và ăn vào má mỏng con bi bê vào má mỏng bên trái của bi số 2. Công luôn anh em ạ. Không thành công rồi. À, san sát luôn bên bi số 2. Thì không sao, bây giờ 2 về 3 vẫn là một cái đường tương đối là phiêu lưu. Bởi có một cái viên bi nào đó từ từ á. Nó đang đứng ở khu vực gần lỗ. Đó, viên bi số 7. Nằm trên quỹ đạo đi của viên bi cái. Nếu như thả trơn bình thường giữa tâm bi rất dễ sẽ vào bi số 7. Ở cái tình huống vừa rồi tôi khá hiểu cho cái quyết định của anh Hoàng. Còn đấy công được thì cứ công. Ai chả? Cái đi đâu? Đây rồi. Ui.
Như vậy là đồ đội bạn đã đánh hơi dưới tầm bi một tí và phải khéo trong cú đánh vừa rồi. Chúng ta phải có lời khen dành cho tay cơ người Anh, tức là đã chui qua khe 79, không va chạm với một trong hai viên bi, đi đường riêng đấy các bạn ạ. Họ đánh con pha đầu gậy rất hay đấy, không phải đơn giản đâu anh em ơi. Nếu có chẳng may chết cái do họ đen thôi, còn vừa rồi là tình huống họ đánh rất hay. Và cũng phải dành lời khen cho nhà sản xuất bàn Russell nữa, khi họ sản xuất ra một cái bàn với cái mòm cực nhọn. Mà có vẻ như tôi thấy tình huống cân ngay viên bi số 2 vừa rồi nó chưa được sắc lắm của Hoàng Sao. Có nhiều phương án có thể thực hiện trong tình huống đó, kể cả ra một cái vị trí sinh viên thôi cũng được. Cá nhân em thì vừa rồi em đánh giá cái tình huống xử lý của anh Hoàng Sao là ok, chẳng qua là anh thực hiện không chính xác mà thôi. Còn cái ý tưởng em thấy rất ok. Đây rồi các bạn ơi, hai bình luận viên bắt đầu cãi nhau rồi. Úi. Lực này thì không nấp sau 8 được, nhưng mà nó tạo ra tình huống rất khó mà có lẽ Anderson cũng không nghĩ ra là mình có thể nghĩ ra là mình có thể đưa viên bi cái đến vị trí khó như vậy dành cho đồng đội. Big pot coming up. Vẫn phải đánh thôi. Úi giời. Good shot, Jason Shaw. Trời ơi, họ đánh chính xác quá. Quá ghê luôn. With the black ball, the 8. Độ chính xác của so thì không phải bàn rồi. Nhanh nhưng mà vô cùng chính xác các bạn ạ. Gần như là rút gậy về rất ngắn gọn thôi. Lao ra ngay trong những con bi nó cự ly để tay khó chịu như vậy. Rất kinh nghiệm. Đường riêng rồi. Như vậy khả năng cao tỷ số là 4 đều. Một cái cú đánh hơi bị mạnh quá của Shaw các bạn ạ. Thực ra là con đấy không biết là mạnh hay là nhẹ nữa. Bởi vì nếu mà mạnh hơn một tí nữa thì con cái tách thành băng, còn nhẹ hơn thì nó sẽ được thẳng ở bi số 8 nhiều hơn. Cú đánh mạnh thôi. Cơ bản thì cái má đấy nó cũng không quá khó dành cho Anderson. The bridge needed. Shaw béo đánh ván này hay quá anh em ạ. Not for a partner like Jason Shaw, one of the best in the business. It was 2-2, it was 3-3, and now the scores are tied again at 4-4. A match not disappointing if you like it tight. Now, in the other hall, this is the scene. Trên màn hình là giải thi đấu tại đâu đấy anh em nhỉ? À, có một cái thông tin vừa rồi của bên Metstorm họ thông báo, không rõ là anh em có nghe thấy chưa. Đó là cái giải thi đấu tại tháng 10 này sẽ có hai giải. Một giải là Asian Open dành cho các cầu thủ hàng đầu thế giới tham gia. Còn một cái là giải Junior dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhé. Vâng, và có một thông tin khá quan trọng nữa trong lời phát biểu của Emily Fraser, giám đốc điều hành của Metstrom, đó chính là việc cái Asian Tour Open này sẽ là cái stop cuối cùng để tính điểm dành cho các cầu thủ châu Âu và Mỹ để tham dự Moscone Cup. Vì vậy đây là một cái giải đấu theo Metstrom là một giải đấu rất quan trọng dành cho các cầu thủ nếu muốn tham gia Moscone Cup. Chúng ta cùng chờ trận đấu thì đã có một tình huống phá chết bị cái của các cầu thủ người Anh rồi. Chúng ta cùng trở lại với biên tập viên Anh Quang và Minh Tước. Ok, chúng ta đã có may mắn trong cái ván bi này khi mà hai cầu thủ người Anh vừa phá chết cái luôn. Như vậy các bạn nhìn thấy thông số trên màn hình thì riêng với những cú phá thì bên đội của Jason Shaw lỗi hai lần chết cái. Cơ hội đây rồi anh em ơi, xem nào. Nhìn tổng quan một chút, bi số 5 có vẻ như còn được riêng để ăn ở lỗ góc gần màn hình bên tay phải. Rồi, bấm lùi lại một tí để đánh bi số 4. Từ một chút nha. Bi số 5 bây giờ góc máy quay này tôi nhìn nhanh quá
không biết là còn đường hay không, hay bị hơi mất một tí. Đợi một chút xem cái pha tính toán của Hoàng Sao và Tuấn Con trong cái pha bóng này chúng ta mới biết được. Junior Việt Nam tham gia thoải mái anh em nhé. Còn chưa kể chúng ta sẽ có vòng tuyển chọn cho các vận động viên tham gia giải Asian Open trước khi giải đấu đó được diễn ra nhé, dành cho toàn bộ các cơ thủ tại Việt Nam, một giải tuyển chọn rất hay. Và như tôi đã nói từ cái trước khi những cái trận đấu này diễn ra, nếu như có cái vòng loại đấy tôi cũng sẽ cầm cơ đi thi đấu. Anh em cũng vậy nha, cứ chuẩn bị sức lực đi. Không bạn ơi, 5 cộng 9 sẽ làm tình huống phiêu lưu. Người ta chỉ cộng bi khi trong những tình huống nó 10-10, nó bắt buộc và có thể cộng gia thủ cho tình huống này, không ai ta đi cộng cả. Nào, liệu cú này thì có một cái cú đẩy cú lê và va cả 5 cả 6 không? Và sau đó ăn bi số 6 cùng lỗ. Vâng, như vậy là đã thấp đầu gậy từ anh Hoàng. Ok. Đúng rồi, con đấy đánh điều bi số 6 lỗ giữa là đúng sách rồi. Chúng ta chỉ còn thử thách bởi 4 viên bi thôi. Đầu tiên đã xong. Errors you couldn't quite comprehend. Yeah, just looking at the other results, they went on to beat Netherlands 9-8. Nói gì về vị trí viên bi 8 này anh Tước ơi? Hay. Vậy muốn mà thực hiện trượt con bi 8 này thì thực sự khi con bi cái nó đã đứng ra vị trí bi số 8 rồi, tôi rất tự tin để có nói chúng ta sẽ có chiến thắng các bạn ạ. Vì nó phải nói là không phải penalty nữa đâu mà là chiếu tướng tận mặt viên bi số 8 luôn các bạn ơi. 5-4 cho đội tuyển Việt Nam. Và 5-4 thì bằng 9, 9 thì trên cho 3. Và cứ 3 ván chúng ta sẽ đến với những giờ nghỉ giải lao trong ít phút. Và nếu như các bạn có nhu cầu giải quyết cá nhân gì đó thì các bạn hãy thật là nhanh lên nào. 57.000 người đang xem, 57.000 người đang đồng hành cùng chúng tôi và với trái tim dõi theo đội tuyển Việt Nam. Cực kỳ là tuyệt vời trong những cái khoảnh khắc như thế này, một buổi tối cực kỳ đặc biệt, cực kỳ tuyệt vời. Khi mà Matt Rumpun công bố sẽ có giải Asian Open tại Hà Nội vào trung tuần tháng 10. Kèm với đó, ngay sau cái phần thông báo đó thì là trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cực kỳ nhiều những cái thông tin hay đến với chúng ta. Rồi, xin được cảm ơn bạn Chí Phát nhá. Thông qua luồng live này, cảm ơn bạn đã donate cho kênh. Một khán giả rất trung thành đã nhắn tin riêng cho tôi là tại sao anh không gọi tên em mà tôi đã gọi tên anh rồi nhá. Và chúng ta cùng nhìn lại cái ván đấu vừa rồi. Chúng ta giành phần thắng khi mà đối thủ là người có quyền phá bi. Mà một góc độ nào đó thì đang gây nên một chút áp lực lên đôi tay của Ederson cũng như là Jason So. Sau cái cú phá chết cái vừa rồi, tôi đã thấy cái nét mặt của So rất thất vọng. Bởi một cái trận đấu này chỉ đánh đến 7 thôi mà chúng ta đang đến cái điểm số thứ 5 rồi anh em nhá. Bình thường bạn Kiên Nguyễn ơi, chúng ta không việc gì phải run. Mới thấy là cái việc bạn đã chào bạn Huy Vũ. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần và sức lực cho cái giải Junior cũng như cái giải Asian Open sắp tới chưa? Sẽ được đánh đấy mà dưới cái sự sản xuất của Messroom nó còn kinh điển như thế nào. Xin cảm ơn bạn khán giả Trọng Hùng Tăng đã ủng hộ cho ekip của Web Thể Thao. Cảm ơn bạn khán giả Vinacom GIF. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà mình đi đánh thì ai bình luận à? Mình vừa đánh và vừa bình luận bạn nhé. Mình sẽ tường thuật, mình sẽ bình luận luôn cái trận đấu mà mình đang đánh. Đúng rồi đấy, tôi cũng có đồng quan điểm với bình luận viên Minh Tước. Nếu như cái lượt đánh tuyển chọn này diễn ra, tôi sẽ phải cầm gậy đi đánh. Nói chung là cái cơ hội này nó cũng không có nhiều. Dù biết là cơ hội của tôi có lẽ cũng là một trận là đi về luôn, nhưng mà rất muốn được đứng ở cái sân chơi đó. Junior là lứa tuổi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì là dưới 15. Dưới 15 nhá. Và anh Quang thì chắc chắn là thi đấu một trận sẽ không bị loại luôn, bởi vì giải đấu chúng ta là giải đấu hai mạng. Thế cho nên là hoàn toàn có cơ hội thứ hai cho anh.
Vâng, tôi cũng mong như vậy, nhưng mà chỉ sợ là đánh xong một trận thì là ban lãnh đạo đã không cho tôi đi đánh nước, vì không đánh nữa vì phát hiện thấy tôi đang ở đấy. Tôi sẽ nói nhỏ đây thôi là tôi sẽ báo đi công tác và lén đánh thôi các bạn nhé. Team GB. It's been a strange old match so far. Bao nhiêu tuổi thì được tham gia? Để trả lời câu hỏi đó cho các bạn thì tôi xin nhắc lại là độ tuổi dưới 15 các bạn nhé. What we've seen so often in this format, how quickly fortunes. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin thì hãy lên fanpage của hãy lên trang chủ của Matchroom. Xin cảm ơn khán giả Cao Chí Khương, một khán giả quen thuộc của chúng tôi. Well, we know he possesses this power break. This time it's dry. GB. Như vậy là còn nguyên trên bàn tất cả 9 con bi. Not an easy opener though. Có một chút động viên là bi thì còn nguyên, nhưng mà khó khăn thì vẫn còn nguyên dành cho đội tuyển Anh khi mà bi số 1 bây giờ nó đang cự ly tầm xa so với bi cái. Và đường tự nhiên ra con bi số 2 là không sáng nữa. Chúng ta cũng chờ xem đội tuyển Anh sẽ xử lý như thế nào trong cái hình bi như thế này. Tôi nghĩ là sẽ tấn công thôi, sẽ tấn công luôn ở tình huống này. Chúng ta đang thấy một cái sự tiến thoái lưỡng nan, đánh má bên trái bên số 1 không xong mà đá bên đánh bên má bên phải cũng vậy. Họ sẽ xử lý như thế nào đây? Đây sẽ là tình huống chúng ta phải xem thật kỹ nếu như sẽ biết là họ hay hay không. Một trong những tình huống rất hay gặp trên bàn bia, tình huống chớ trêu. Indecisive at the minute, so they've used the extension on the opening shot. Còn nếu mà cảm thấy khó quá thì có thể gạt vào cái má bên trái con bi số 1, đưa con bi số 1 nó vào con bi số 7. Họ chỉ còn 7 giây để đưa ra quyết định đánh an toàn thôi. Đúng rồi, khó quá đến tình huống vừa rồi tôi không nghĩ ra đánh vào đâu, nhưng bây giờ là Jason Shaw đã đánh bi số 6 chết và lại để bên bi cái ly khó hơn. Như vậy thì chắc chắn Jason Shaw phải có cái lời giải trong cái tình huống này rồi thì anh mới làm cái điều như thế này. Gương mặt trông rất nguy hiểm của Jason Shaw và đồng bọn. Bây giờ chúng ta hãy xem là đội tuyển Việt Nam sẽ đánh hay nhường đây. Nếu là tôi nhá, tôi sẽ nhường vì tôi chưa nghĩ ra đường nào để thủ cả. Chúng ta cứ tính toán cho hết cái thời gian đi đã rồi hãng đưa ra quyết định thoải mái. 32 giây đếm ngược. Ái chà chà, có vẻ là Hoàng Sao đã phát hiện ra âm mưu của Jason Shaw. Chính xác rồi, bởi vì trước đấy thì Elias Sanderson cũng đã chỉ cái gậy của mình vào cái hướng đó. Vậy là pha bàn bạc chiến thuật bị nhiễu lộ, phát hiện bởi vận động viên Hoàng Sao của chúng ta. Ui, đây rồi, di chuyển đi cái ơi, đây rồi. Một pha vút mắt trông rất là còn như là tủi thân đến từ vị trí của Anderson. Rất buồn. Quyết định thủ một cú thật ác, nhưng mà thực sự là đã có quả báo ngay các bạn ạ. Cố gắng chơi một pha thật sự ác dành cho chúng ta, nhưng mà đây rồi. Không, các bạn nói ngu thì hơi quá, quả đấy là hơi đen thôi. Chúng ta dùng cái lời lẽ thật nhẹ nhàng. It's been lovely weather here this week, but over there it's frosty. Rồi, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn lên trời rồi. Suy nghĩ về những cái điều tiêu cực rồi các bạn ạ. Hy vọng là như vậy. Không sao, thoải mái. Góc này vẫn là cái tay thuận của anh Tuấn Con. Đúng rồi, phải một cú ép hai băng rồi. Và ra điều bị số 4 cùng lỗ. Just looks out of place to me. Úi úi, Doraemon hơi với các bạn ạ. Cái đâu rồi? Ôi, may quá, tôi tưởng mất hút viên bi cái. Anh Tuấn đứng hơi to so với vị trí của màn ảnh, đã che mất quỹ đạo viên bi cái, làm tôi suýt nữa thì nhảy tim khỏi lồng ngực.
Ok, chạm nhẹ với viên bi số 7, không ảnh hưởng đến quỹ đạo di chuyển của viên bi cái. It will be the biggest pool event in Vietnam by a distance. It will generate bi số 5 thì gần bi số 7 và thuận đường ra con bi số 8, còn bi số 8 thì lại gần con bi số 9 rồi. And now ok, thoải mái cho một cái cú có thể kéo về cũng được, cú lên một băng lên cũng xong dành cho Hoàng Sang. Em nghĩ là cú này cú lên một băng. Thoải mái. Đến bây giờ chúng ta làm gì cũng hay cả. Cái gì đây? Thấp đầu gậy rồi. Đúng rồi, bấm lại thôi, mở cái má vách ra để đánh một băng nó sẽ thoát tay và tránh rủi ro hơn cho viên bi mục tiêu số 8 ra viên bi số 9. Ok rồi. Thôi quả này thì anh Hoàng lắp nhẹ cái nối cho nó cẩn thận. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể tận dụng hết cả 30 giây mà xin thêm giờ nữa cũng được cho VB số 9 này cho nó cẩn thận anh em ạ. Đây rồi, lên hưu rồi các bạn ơi, lên hưu rồi. Ván sau lại còn được phá nữa. Anh em đâu hãy cùng vào đây để chúng ta sẽ đồng hành với nhau nếu như cái chuyện tuyệt vời nhất nó xảy ra trong ván thi đấu này. Thì cùng hô vang lên các bạn nhé. Như vậy là kể từ năm 2014 thì đội tuyển Anh vẫn chưa một lần vô địch giải đấu này. Austria twice, Germany again in 2021, and Spain last year have lifted the coveted cup. The Philippines, though, were champions in 2013, also 2009 and 2006. And the way they played so far to get to the tranh thủ những thời gian của ván đấu tiếp theo chưa diễn ra thì xin cảm ơn những anh em vẫn đang donate rất nhiệt tình cho kênh nha. Rồi, và người phá ván này chính là Hoàng Sao của chúng ta. Và tôi sẽ không nói ra cảm nhận của mình ở thời điểm này. Tôi sẽ không nói ra cảm nhận của mình ở thời điểm này với cái cú phá của cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Chúng ta hãy cùng chờ thôi, chờ đợi hạnh phúc. Có bi nào rơi xuống không? Em đây rồi, bi số 3 đây rồi. Em thấy mất màu xanh trước đó rồi. Ok, màu xanh cũng mất mà màu đỏ cũng mất hút luôn. Màu vàng thì hơi khoai theo nhận định của giám đốc sản xuất Nguyễn Đức đang ngồi tại đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán như thế nào? Có ý tưởng nào hay không? Ai chà, có thể sượt nhưng phải là hết mỏng. Hết mỏng, thực sự là rất mỏng má bên phải viên bi số 1 ấy. Đúng rồi, và sau đó sẽ đưa con bi số 1 đậu vào đầu sau đầu con bi số 5. Đà. Ui ui, cái gì đây? Nhìn trông hơi bị lo quá anh em ạ. Chỉ sợ đường con bi cái nó quay lại cái lết và Nguyễn Anh Tuấn chúng ta rút không kịp. Đúng rồi. Sinh viên thôi cũng được thôi. Thôi thôi các bạn ơi, tôi đang linh cảm đến một cái điều không lành thì cũng này. Các bạn có biết là gì không? Sẽ là viên bi cái nó nấp sau lưng bi số 5 luôn đấy. Một cú chạy đạn đến từ sò. Nó không những thế, so còn rất ma lanh, cài thêm một lá phê bên trái để quắp thật chặt bên bị số bên bị cái vào cái ông hàng xóm bị số 5 đấy. Nó là dính hữu luôn. Hay chà, giá như tình huống đấy mà Tuấn Con mạnh tay hơn đưa bên bị cái chạy thẳng về khu vực dưới này ấy. Đỡ rén tay hơn thì nó sẽ thoát được cái tình huống nó gần nhau, dễ xử lý với bên bị tiêu số 1. Jason Shaw was two racks away from victory. Đúng là cú đấy phải đánh mạnh tay hơn. What did he do? Have consecutive golden breaks to get over the line. Wouldn't that be something here? Nói gì bây giờ? Chỉ còn biết hy vọng Hoàng Sao sẽ tỏa sáng đúng lúc thôi. Rồi một cú A băng, không biết là A2 băng hay là định A1 băng áp phê nghịch đây. Rồi vậy đây sẽ là tình huống A2 băng. Ui! Chết mất viên bi không cần thiết rồi bạn. Ai chà. Không, họ sẽ đánh tiếp thôi. Hình này thì rất là thoải mái để có thể có một cú dọn dẹp sạch sẽ. Và trước đó thì cũng phải
như nào nhỉ? Tình huống chạy đạn của Jason Shaw không phải quá khó đâu. Tự nhiên nó ra cái vị trí đó thì thực tế ai cũng chạy được. Chỉ là cú chạy đạn trước đó của Tuấn Con nó hơi hiền. Hơi hiền một chút các bạn ạ. Có một chút thông cảm khi phải sử dụng đến led mà cự ly hơi với tay thôi. Still in this match, as I said, Vietnam, it's not been a flawless display. Cảm ơn bạn Bích Nguyễn Linh. Trả lời câu hỏi của bạn, tại sao trong tình huống đó mà anh Tuấn Con lại không đánh an toàn mà đi chạy đạn ấy, thì phải thông cảm một điều là chúng ta đều nhìn thấy cái đường chạy sượt mỏng hai băng nó ra khu vực giữa bàn nó ngon. Mà lý do hơi với tay dùng lết nên không kiểm soát lực bi cái thôi. Chứ có để lại một cái tình huống an toàn thì đội bạn cũng sẽ chạy đường đấy thôi, chứ không còn cái đường nào khác để chạy cho lại chúng ta cả. The extension, please. Rồi, thần may mắn Long Ethan đã xuất hiện rồi. Hy vọng là bạn cứ ở lại đây với chúng tôi nhé. Ở lại đến những giây phút cuối cùng đi. This just needs to settle down. Hơi méo một tí đến từ Elliot ra cho Shaw. So I'm sure he'll handle this okay. Hơi mỏng một chút. Yeah, it's okay. Relax, pal. Shaw đánh vẫn giữ hộp các bạn. Rất thương hiệu và uy tín luôn. Okay. This nine ball to make this a very edgy finish. Well done, Elliot Sanderson. 5-6 các bạn ạ, càng ngày càng hồi hộp quá. Keeping the match going. Niệm thần chú liên tục nhưng mà bị số 9 đấy nó vẫn là giữ hòa. Khó trượt quá anh em ạ. Khoảng cách bây giờ chỉ còn một ván đấu thôi. Rất ban căng vào đây. Second deciding rack finish of the day after China's narrow win over Singapore. Và ván đấu sau thì họ còn có quyền chủ động ở trong tay nữa. When it gets down to this stage, Carl, the thing to do is to try and forget what's gone before, the mistakes and the regrets. Yeah, it doesn't matter. It's the past. There's nothing you can do. You've got to live in the moment. Cử chỉ rất quyết tâm đến từ hai vận động viên Việt Nam của chúng ta các bạn ạ. Hai à, hy vọng nó sẽ mang lại thêm cái động lực. Thần may mắn gõ cửa ngay chính cái ván thi đấu này. Hy vọng là sẽ không lên hưu. Không lên hưu hưu. Just play smart. If you've no shot or whatever, don't sell out and leave it easy. Không chết bi nào rồi anh em ơi. Không bi nào chết cả. Úi giời. Số 1 lại chạy về chết góc kia mà thậm chí với số 2 lại chạy ra cửa lỗ. Got a shot on the two. Thưa bạn Kenzo thì những cái gì mà cả anh Tuấn và Hoàng Sao thể hiện trong trận thiếu này thực sự là không có gì đáng buồn. Rất tự hào. Vào tới đây là tự hào rồi. Sai sót thì ai cũng phải sai sót thôi. Ở đây rồi anh em ơi. Có tình huống gì không nhỉ? Ôi đường riêng, đường riêng. Thực tế thì đội bạn đánh cũng phải dạng tầm thường, đánh rất xuất sắc trong trận thi đấu này nhá. Nói chính xác là như vậy. Ồ, đây rồi các bạn ơi, má hơi thẳng cho bi số 4. Vâng, Shaw phải gãi gáy. Shaw đã phải gãi cái gáy của mình. Một tình huống điều từ bi số 3 ra bi số 4 rất thẳng đến từ Elliot. Má này thì tôi cảm tưởng là nếu mà Cho kèm ép với phải thì nó là quá phiêu lưu. Còn nếu mà đẩy lên, một cú đẩy cú lê thoát tay. Tôi nghĩ sẽ chúng ta cùng chờ xem. Kéo lại một tí thôi. Nó sẽ an toàn như vậy là Cho hẳn một băng lên. Yeah, that's okay. Gives himself a shot. The lads know the pockets have been swallowing the ball, so. Dù sao thì con bi số 5 này cái góc độ nó không là dễ dàng. Vâng, nhưng mà tuy nhiên nếu như đội bạn thực hiện thành công viên bi số 5 này thì gần như là đến 90% là sẽ dọn hết hình khi mà những viên bi còn lại đều nằm vị trí chờ sẵn để ăn rồi. Rất ban căng anh em ạ. When the day started, we all predicted that we were going to see
Và cái thời điểm then chốt nhất thì cái đội tuyển Anh đã có một cái cú phá bì rất thiên thời địa lợi, dâng nguyên viên bi số 2 lên miệng cửa lỗ giữa luôn để đánh cho tình huống tiếp theo dễ hơn. Một ván thi đấu xuất sắc và thực tế mọi đường bi đều được điều một cách hoàn hảo. Nếu như họ cân bằng được tỷ số thì cũng không phải là điều gì quá bất ngờ trong ván thi đấu này các bạn ạ. Và cái điều gì chúng ta không muốn nhất nó cũng đã đến, đó là trận thi đấu phải kéo tới ván hưu hưu rồi anh em ơi. Nhưng trước khi đến với ván thi đấu cuối cùng của trận đấu này thì chúng ta cùng nhau nghỉ trong ít phút. Thực sự là hồi hộp, nhưng mà chúng ta vẫn có một niềm tin nhất định khi mà ván hưu hưu lúc nào nó cũng sẽ có một cái gì đó gần như là như vậy. The pot success rate of GB is slightly inferior to that of Vietnam. Vâng, bây giờ phút này chúng tôi rất cần những nhà tâm linh học, những nhà thần giao cách cảm học đâu. Long Anh, Long Ethan đâu, hãy xuất hiện ở đây cùng chúng tôi nào. Trên bảng là cái thông số của cả hai đội tuyển khi mà chúng ta không thể phá và dọn bàn trong một ván nào cả. Một cái thông số tôi đánh giá là hơi lệch. Chúng ta chỉ có duy nhất một cái chỉ số tôi vừa liếc nhanh, đó là cái tỷ lệ đánh cú đường xa thành công hơn rất nhiều so với đội tuyển Anh là 100%. Họ ăn được bi số 7 một chút, có thể chưa lo lắm trong tình huống này, đó là bi số 2 chưa thể kết thúc được, vẫn phải kéo dài sau những tình huống giằng co tiếp theo đã. Nếu để mà nói mà đội tuyển Anh chém luôn con bi số 2 này thì tôi nghĩ là không có gì phải bàn rồi. Tôi nghĩ là không anh ạ, họ, có lẽ họ sẽ đẩy bên bi số 2 về khu vực băng ngắn phía xa kia. Tệ quá các bạn ạ. Just play it high but not hard. Okay. Just nice and soft. Forget the cue ball. Yeah, I think the cue ball's going to go here. Extension. The extension please. The ball's going to go there, mate. Okay. Họ tê và chúng ta cũng tê bởi tất lẽ mà điều ai cũng hiểu rằng viên bi số 2 này, cú chạy đạn này sẽ là cái điểm mấu chốt trong ván thi đấu. Nếu như viên bi số 2 ấy nó không đứng cạnh cái mom của lỗ giữa kia thì rất thuận lợi cho một cú đánh về thành băng phía xa. Nhưng nó lại đứng ở đấy, họ tính đến cái sự rủi ro có thể chạm vào, đúng là như vậy. Và họ làm gì đấy anh em ơi? Vứt luôn, hơi chặn má viên bi số 9. Thật sự là rất tự tin trong tình huống vừa rồi. Mà Shaw thì có lẽ chúng ta biết rồi, Shaw là một cái máy bắn bóng các bạn ạ. Từ hôm đấy như tôi nhớ không nhầm thì Shaw chính là người chỉ đạo để cho người đồng đội của mình. Đây rồi anh em ơi, cái đi đâu? Đi đâu? Cho dù bi số 3 bây giờ vẫn chưa thể ăn ngay được, nhưng chúng ta vẫn có một tia hy vọng. Đang có tia hy vọng đây. Tôi nghĩ là con này Hoàng Sao vào sân là ok đây các bạn. Đúng rồi. Thủ thôi. Hay là cân luôn lỗ tít. Đầu gậy cao như này thì là thủ, đầu gậy thấp thì với là cân do kéo cái hai băng ra thằng biên bên tay phải đánh bị số 4. Đã gọi thêm giờ đến từ Hoàng Sao. Chém may thủ này rất đau tim. Ai chà chà.
trying to duck the cue ball in. Cái ở đâu là cái ở đâu? It's not quite gonna work. Ui giời, nếu như nó không với 3 với bi số 8 mà anh Tước ơi, là viên bi cái nó sẽ dính vào sau mặt bi số 5 đấy. Rất có thể. Tình huống vừa rồi không phải tình huống chém đâu, tình huống thủ có ý đồ của Hoàng Sao đấy. Tê lắm các bạn ạ, đến cái tầm này là cực tê rồi. Tôi đang run hết cả người đây. Vâng, tôi thì cũng lú luôn, không nhìn ra đường nào nữa rồi. That means cue ball to the left, three ball to the right rail, trying to use that sixth ball. Rồi. Còn má chạm bên tay trái bị số 3 là chắc chắn luôn. Còn là tốt rồi. Rồi và có lẽ là tình huống này sẽ chém mỏng vào má bên trái bị số 3 thôi. Và con bị cái nó sẽ đi 3 băng và quay trở về cái vị trí bây giờ đây. Và đôi phần nào đấy là nấp sau bị số 6 nữa. Cái đi đâu đây? Ui chà. Chúng ta nghĩ xem là tình huống vừa rồi anh Tấn Con định làm gì nhỉ? Đưa viên bi cái về khu vực dưới này. Định thủ sau lưng bi số 5 mà rất khó. Bởi vì bi số 3 có cái độ rất nguy hiểm là nó không ăn hay là ăn thì nó vẫn đứng ở khu vực gần cái cửa lỗ kia. Một cái khu vực đang trống trải. Vườn không, nhà trống, không có ai đứng đấy cả. Đúng mà, đó là một tình huống hơi băn khoăn. Có thể nói là tình huống vừa rồi với anh ấy vào bị dày. Vào bị dày con bi số 3 quá. Con đấy thì có lẽ anh ấy không muốn cân đâu. Nhưng mà anh ấy muốn đưa con bi cái đằng sau 5-8. Nhưng mà vào bị dày quá. Nói chung là khó để về khu vực bi 5 và bi 8 dưới này. Nó phải cần cực kỳ chính xác về má. Trong khi khu vực mà bảo vệ và bao quanh cái viên bi số 3 thì không có ai cả. Nó quá trống trải. Ui giời. It's okay. This is just make sure you don't do anything silly now. You fought back to 6-6. You've got your opportunity. This is what nine ball is all about, the drama. Nerve-wracking. Chúng ta còn 3 viên bi nữa thôi. Và thực sự để mà nói tí hy vọng bây giờ nó là rất thấp rồi các bạn ạ. Win knows he's probably going to lose. One good shot with the bridge to get on the nine ball. Oh, it's perfect, you know. Anywhere over this side of the table, the roof could be lifted. Không biết là có cái điều kỳ diệu nào đến với chúng ta hay không. Because it's Elliot. Vâng, tôi cũng rất mong như vậy. To put GB không biết nói gì ở tình huống này nữa. Không biết chờ đợi thôi anh em ơi. Vâng, như vậy là tỷ số chung cuộc đã dành lại cho đội tuyển Anh. Tỷ số là 7-6 trải qua 13 ván đấu, thực sự là nghẹt thở. Rất buồn phải chia tay và dừng bước bởi chúng con Hoàng Sao tại giải thi đấu năm nay, World Cup of Pool 2023. Vâng, như vậy.